đi vô chợ cá, tôm. Ốc là mình nuôi, mình lấy của người ta lại anh? Căn của ta anh. Dạ hả? Quá mập rồi. Đây thì quá hấp dẫn. Xin chào buổi sáng cả nhà nha. Hiện tại Kha đang có mặt tại chợ Nhà Bàn hay cả nhà. Đây là thị trấn Nhà Bàn, thị xã Tịnh Biên. Trước mặt Kha là để chợ Nhà Bàn. Thì Kha sẽ quay ở ngoài chợ cho cả nhà xem. Để bán đồ vật dụng gia đình hay cả nhà. Đây nguyên dễ bông luôn. Nhà Bàn là lớn lắm nha. Để bán cháo lọc, nước đá mía, quán coffee. Chúc mình quay lại nữa mình vô chợ ha. Trời lâu quá không còn thuốc lào nữa trời. Lâu dữ lắm mà còn mới thấy luôn á. Dạ con lâu lắm mà con đâu có thấy thuốc này đâu. Dạ lâu lắm rồi đó.
Dạ. Chị ơi, thuốc là thuốc Lào hồi xưa thôi. Thuốc ông già le lưỡi. Giờ hải sản bán rồi. Nhiều đồ luôn. Giống
vô lòng chợ có bán gì ha, ở ngoài đây có bán rau. Chút nữa Kha sẽ dẫn cái nhà mình vô chợ hải sản nha. Kha đang quay ở ngoài. Quay bé sáng. À, đây bán mì hủ tiếu. Quá làm luôn. Chợ quế bậc hoành thánh. Quá ngon, hấp dẫn quá. Mì hủ tiếu. Mì hủ tiếu bên canh nuôi. Chợ nhà bàn. Miếng mì tươi. Miếng mì tươi. Đây thì phở bò, cháo bò, bún bò Huế. Đây bán gì đây? Đây bún chả giò nem nướng. Quá ngon luôn. Quá ngon. Bột bún. Đây, này. Đây bún cá. Bán quá đắt luôn. Như này hết rồi. Cháo lòng. Cháo lòng quá ngon. Dẫn cái nhà mình đi lên chợ cá ha. Chợ nhà bàn rất lớn luôn nha. Có mặt tại chợ cá nè cả nhà ơi, chợ cá nhà bạn rất là lớn nha. Ở ngoài đường cái nhà nhìn vô thì nó nhỏ lắm, nhưng mà đi gần đi vô sâu trong nữa lớn ghê luôn. Bên đây là chợ thịt lợn.
xôi, xôi bánh bao, bánh bao. Ổi, xoài, vô cái sủ. Đây là lợn nè. Kênh con Kha đó đây. Dạ. Kha đó đây. Kha đó đây. Dạ, cô gì vô ủng hộ con nha. Dạ. Cảm ơn cô. Đây gà vịt. Đây đặc sản mắm. Đang quay luôn. Quay phải không nha? Dạ. Đây là gà. Đây vô chợ cá. Chia sạp rau, chia sạp khô. Quá mập luôn. Ốc là mình nuôi mà lấy của ta lại anh. Chăn của ta anh. Dạ. Yeah. Quá mập rồi. Ký nhiêu? Ký 25 ngàn anh. Cũng rẻ á. Quá tươi luôn. Đây bột tôm. Đây cá đưa hầm, cá hú.
Yến. Cá lớn rồi. Cá con ăn nó bự bự luôn. Cá lớn rồi. Quá lớn chợ nhà bạn. Quay hộp vịt đây, có hộp vịt đây, hộp vịt luôn đó, bông quá đẹp luôn rồi. Cái đường này mình chạy thẳng ra là ra chợ bạn không chị? Không, em đi về Chi Lăng á. Dạ dạ. Rồi Kha cũng xin chia sẻ với cái mọi người mình là chợ nhà bàn ha, chợ nhà bàn rất là lớn nha. Thì Kha sẽ tiếp tục chia sẻ với các chợ khác cho mọi người mình ha. Thôi trước khi kết thúc video, Kha cũng xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng thật an lành và hạnh phúc. Kha xin cảm ơn cái nhà cũng nhớ đăng ký kênh và cho Kha một like ha cả nhà, để theo dõi những video tiếp theo. Kha xin chân thành cảm ơn.